Trong suốt bao nhiêu năm qua làm review thì mình thường có một cái quan điểm đó là chiếc điện thoại Vivo tốt, nhưng có một vấn đề, giá của họ khiến cho người dùng rất khó tiếp cận. Hay nói đúng ra, mình thường khuyên anh em hãy mua chiếc điện thoại khác đi, bởi vì nó xứng đáng hơn, còn Vivo đang bị đội giá. Thế nhưng riêng năm nay, đây là chiếc X60 Pro mà mình sẽ bảo anh em rằng con này ngon vãi. Nhưng khoan đã, nghe nó vẻ hơi vô lý, tại sao con này đáng mua nhỉ? Các bạn hãy xem bài đánh giá này của mình về X60 Pro, sản phẩm được giảm lên tới 25% giá. Vivo X60 Pro được công bố là 19.990.000 tại Xiaomi.net. Tuy nhiên các bạn là những người đầu tiên mua sẽ được giảm 25%, tương đương với 5 triệu đồng. Nó chỉ còn có 15 triệu. Với tất cả những chiếc điện thoại khi mà mình đánh giá, mình bảo rồi, nó ngon hay nó không ngon phải dựa trên giá bán. Một chiếc điện thoại 3 triệu mà màn hình HD cộng nhưng mà chip của nó khỏe thì vẫn phải khen ngon. Nhưng một chiếc điện thoại mà 20 triệu mà màn hình HD cộng mà vẫn khen được, làm sao mà chấp nhận. Và con này với mức giá 15 triệu các bạn còn có gì? Bảo hành rơi vỡ màn hình ấy 6 tháng, bảo hành chính hãng 18 tháng. Và tất cả yếu tố này nó tạo nên một chiếc điện thoại mà mình sẽ xét ở phân khúc 15 triệu. Thứ nhất, nó có đầy đủ cấu hình, ví dụ như Snapdragon 870, ngon. Mọi người sẽ có màn hình 120Hz, ngon. Mọi người sẽ có camera hợp tác với Zai, xuất sắc, vân vân và vân vân, đầy đủ hết, đặc biệt là 5G. Thế nên với 15 triệu các bạn sẽ có chiếc điện thoại có thể dùng 3 năm nữa cũng ok, bởi vì 5G có thể dùng tốt hơn hay là con chip 870. Nhưng mà mình sẽ đi sâu vào những cái điểm mà mình trước đây thường không thích của Vivo. Nhưng bây giờ thì mình cho rằng với 15 triệu mình sẽ nhìn lại. Đầu tiên đó là việc màn hình của họ thì rất ok và ngon lành cành đào. Chiếc X60 Pro này sử dụng cái công nghệ tấm nền cũng tương tự là OLED, màn hình 120Hz, độ phân giải của nó là Full HD Plus mà thôi. Kích thước 6,56 inch nên tạo ra cảm giác rất nhỏ gọn khi cầm nắm trong tay, không quá to. Đây là một chiếc điện thoại thời trang nhé, mình nhấn mạnh là thời trang, mỏng, nhẹ và nó rất gọn khi sử dụng. Đặc biệt là mình khoái cái mặt lưng con này lắm. Mặt lưng này vẫn duy trì đến bao nhiêu thế hệ Vivo rồi. Và đến bây giờ nó vẫn đẹp, màu tím ngả sang tông xanh. Nói chung là nó tạo cho mình cảm giác nhẹ nhàng cũng như là thanh tao hơn. Còn có cái ốp lưng mọi người đeo vào cho cẩn thận. Và cụm camera cũng không bị quá thô. Khi mà cầm nắm sử dụng hàng ngày, Vivo X60 Pro tạo cho mình cảm giác khá tự nhiên. Nhưng mình phải dùng từ nhưng. Mình không thích cái lúc mà buổi tối khi mà dùng hai tay ôm vào điện thoại để nhắn tin lúc nằm. Thì cái mép tay của mình ấy, nó tì vào màn hình cong này, nó cứ bị loạn cảm ứng lên. Đấy là cái điểm trải nghiệm khá là khó chịu. Thứ mà mình cảm thấy hơi khó chịu là phần mềm, không hiểu tại sao trong một số trường hợp có thông báo này, màn hình khóa nó sẽ che luôn cái cảm biến vân tay. Các bạn thấy không ạ? Không còn cảm biến vân tay nữa. Đây, mình không thể mở ở đây được mà mình bắt buộc lại phải vuốt lên. Đó, nó bắt đầu lòi cái cảm biến vân tay ra thì mình mới mở. Đây là cái liên quan đến phần mềm, mình hy vọng Vivo sẽ sớm cải thiện. Năng với Snapdragon 870. Con chip này các bạn đã quen và bọn mình đã có video chia sẻ về nó rồi. Máy chạy nhanh, ngon, chơi game tốt bởi vì nó không bị quá nhiệt như Snapdragon 888. Thực sự con Vivo này rất mượt các bạn ạ. Nó quá nhanh. RAM 12GB nhá, thậm chí là họ còn ghi trên web là có 3GB RAM ảo. Trong máy của hiển thị 3GB RAM ảo. Nhưng mình chưa hiểu 3GB RAM ảo này là gì, tại vì mình chưa bao giờ cảm thấy cái độ lag trễ và giật trên chiếc Vivo X60 Pro. Nói thẳng ra là Vivo là nhà xuất làm phần mềm cũng như là phần cứng, cấu hình của nó khá tốt. Nhưng trước đây tại vì giá nó toàn trên trời thôi, và với giá đó chúng ta không thể chấp nhận được. Nhưng với 15 triệu thì cái cấu hình này là cực kỳ phù hợp với chiếc điện thoại này rồi. Tuy nhiên thì mình cũng phải lưu ý là anh em đừng chơi game phải cẩn thận, vì con này là máy thiên về mỏng nhẹ nên chơi game là mình cảm thấy nóng và nó tỏa nhiệt ra khá rõ, làm cho bạn sẽ cảm thấy là không được thoải mái trong thời gian dài. Bên cạnh đấy thì chiếc điện thoại này có thời lượng pin không quá ấn tượng, dung lượng của nó lại nằm ở mức trung bình thôi. Nó chỉ được hơn 4.000 mAh, trong khi các đối thủ bây giờ toàn rơi quanh quẩn 5.000. Bởi vậy nên mà thời gian khi chúng ta chơi game thì nó sẽ rút ngắn on screen lại. Đi đến với cái mà mình cho rằng đáng giá nhất mà mình khẳng định là phải khen Vivo ở cái việc camera. Cái ống kính dài này, à khoan, Vivo hay quảng cáo về chống rung. Lại một điều nữa, năm ngoái mình đã từng đánh giá chi tiết con X50 Pro và mình nói rằng không ăn được iPhone. Năm nay câu chuyện không khác gì, vẫn thua iPhone ở 4K 30fps các bạn. Cái chống rung này của Vivo không phải tốt nhất ở quay phim mà phải ở chụp hình. Trong điều kiện thiếu sáng so với iPhone, nó ăn đứt iPhone ở tất cả những cái trường hợp mà mình thử nghiệm. Và chụp thiếu sáng thì nó lọc được những cái ánh đèn hay những cái flare xuất hiện ấy,
phải nói là đã, và mình phải công nhận là Vivo cho những tấm hình mà mình cảm thấy rất là hài lòng. Trong điều kiện đủ sáng chụp một hộp cũng bá lắm, nó rất đẹp. Và cái độ trong của ảnh của nó phải nói là cực kỳ đỉnh. Tuy nhiên nó bị kém hơn ở hai mặt. Thứ nhất đó là cái việc là zoom 2x nó kém hơn iPhone. Thứ hai là trong một số trường hợp con này cái cân bằng đo vùng ánh sáng của nó không tốt. Cái chỗ cháy và chỗ bị tối quá vẫn không tốt bằng iPhone ở giải nhạy sáng. Cái này là do mình đang dùng 12 Pro Max làm máy chính, mình so với nó nha anh em. Còn sắp tới mình sẽ có những cái bài chia sẻ kỹ hơn cho các bạn. Tóm chung lại thì Vivo có một chiếc điện thoại camera chụp siêu ấn tượng, và với sự hợp tác của Zai này không phải là loại thường. Khả năng quay phim của nó vẫn tốt, mình làm vlog mình quay các thứ ngon lành. Tuy nhiên buổi tối vẫn bị drop FPS thiếu sáng, nó cứ cà giật như thế này. Tất cả các điện thoại Android mình dùng đều bị, ngoại trừ iPhone là không bị. Thế thì Vivo còn làm điều gì chưa tốt hay không? Thứ nhất đó là nó chỉ có một loa các bạn ạ, mà loa con này như kiểu trúng điếc ấy, mình mở trong nhà tắm để mà nghe thời sự nghe rất bé. Thứ hai là hệ thống rung. Cái này là liên quan đến cái trải nghiệm người dùng. Rung của nó là rung phản hồi mỗi khi gõ bàn phím các thứ. Nó như kiểu là rung của những cái con máy giá rẻ, chứ không phải là rung trên những cái chiếc flagship như của LG Phone, Samsung S21 hay là kể cả là iPhone này. Rung rất nhẹ nhàng và đã lắm. Con này không có hệ thống rung đấy. Thứ ba đó là ở trong phần mềm của Vivo thì hiện tại nó không đem cái giao diện mới nhất về Việt Nam, mà chỉ có sử dụng cái giao diện như bình thường như mọi máy Android khác mà thôi, hay là của Vivo trước đây. Và cái giao diện xịn của Vivo thì sẽ chưa có, mà mình cũng đang chờ đợi. Không chỉ Việt Nam chúng ta đâu, mà rất nhiều thị trường Ấn Độ, nói chung các thị trường quốc tế ngoại trừ Trung Quốc đều sẽ chưa có giao diện này. Tóm lại thì Vivo X60 Pro nếu 20 triệu, mình sẽ tiếp tục khuyên các bạn là có thể lựa chọn một chiếc điện thoại khác, ví dụ như là của Xiaomi như là Mi 11 ngon hơn một cách vượt trội. Và nếu các bạn cần những sản phẩm khác như kể cả của Samsung như S21 Plus tại 7S họ đang bán này, các mình sẽ khuyên anh em mua những con này. Nhưng 15 triệu các bạn có bảo hành 18 tháng, bảo hành rơi vỡ màn hình 6 tháng. Với 15 triệu đây là chiếc điện thoại chụp hình rất đẹp. Nó có trải nghiệm rất mượt mà, phải nói là cực kỳ ấn tượng về độ mượt cũng như camera của nó. Và các bạn nghĩ sao? Đây là chiếc điện thoại Vivo đầu tiên và với mức giá mà thực sự mình cho rằng đã bình thường và nghiêm túc hơn với thị trường, mà những anh em nào quan tâm về chụp ảnh sẽ nên mua. Còn anh em hãy comment ý kiến chia sẻ mọi người ở bên dưới nhé. Hẹn gặp bạn trong các video lần sau. Nhưng vẫn không phải là chiếc điện thoại để kể game anh em ạ. Pin như thế này nó còn mỏng nhẹ thì thực sự là chơi các bạn giỏi lắm, được 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi là các bạn sẽ hẹo ngay.